15. Phẩm hiện thế gian. Lại nữa, thiện hiện như có người mẹ sanh và nuôi nấng các con, hoặc 5, hoặc 10, 20, 30, 40, 50, hoặc 100, hoặc ngàn. Người mẹ ấy bị bệnh, mỗi người con ân cần tìm cách chữa trị. Họ đều nghĩ, làm sao để mẹ ta khỏi bệnh, sống lâu an vui, thân không khổ cực, tâm chẳng lo buồn. Bấy giờ các con tranh nhau tìm phương cách chữa trị, tìm những món quà đem lại niềm an vui và chăm sóc mẹ, chẳng để rắn rít, muỗi nhặng, bò cạp, gió nóng, đói khát vân vân quấy nhiễu thân mẹ, lại đem nhiều thứ món ngon vật lạ cung kính phụng dưỡng và nói thế này: mẹ ta rất từ bi, sanh con và nuôi nấng, chỉ dạy các sự nghiệp thế gian, lẽ nào chúng ta không đền đáp thâm ân đó ư? Thiện hiện Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng như vậy, thường dùng Phật nhãn hay các loại phương tiện quán sát và hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra tất cả Phật pháp của chúng ta, có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Tất cả Như Lai hiện đang thuyết pháp mười phương thế giới cũng thường dùng Phật nhãn quán sát và hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra tất cả công đức của Như Lai, có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Do đó nên chư Phật của chúng ta thường dùng Phật nhãn quán sát và hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu để đền đáp công ơn đó, nên không được rời bỏ. Vì sao? Vì tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa, rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà được phát sanh những quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề, cũng do Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà được phát sanh những hạnh của Đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà được sanh. Tất cả quả dự lưu cho đến chư Phật đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà được có. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã đang sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Do nhân duyên này nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có ân đức lớn đối với các Như Lai. Vì vậy chư Phật thường dùng Phật nhãn và các phương tiện để quán sát và hộ niệm. Thiện hiện nên biết, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân, nào có thể lắng nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, thường dùng Phật nhãn quán sát và hộ niệm khiến thân tâm họ luôn được an lạc và sự tu tập thiện nghiệp không bị trở ngại. Thiện hiện nên biết, các thiện nam, thiện nữ, vân vân, có thể lắng nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy vì người thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong mười phương thế giới đều cùng hộ niệm, thì đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không bị thối lui. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: như lời Thế Tôn dạy, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra chư Phật, có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra chư Phật, có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian? Thế nào là chư Phật từ Bát Nhã mà sanh ra? Vì sao Như Lai nói về tướng của thế gian? Phật dạy, thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra mười lực, rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng của chư Phật. Công đức vô lượng vô biên này đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sanh ra và tăng trưởng do chứng được những Phật pháp như thế, nên gọi là Phật. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra công đức của chư Phật như thế, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra chư Phật, hay chư Phật từ đó mà sanh ra. Thiện hiện nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian, nghĩa là có thể chỉ bày thật tướng năm uẩn thế gian. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng nói về thật tướng năm uẩn thế gian. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác và Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đều nói rõ chỉ bày thật tướng năm uẩn thế gian? Phật dạy,
Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đều chẳng nói chẳng chỉ bảy năm uẩn, sắc vân vân, có thành có hoại, có sanh có diệt, có nhiễm có tịnh, có tăng có giảm, có vàng có da, có quá khứ, có vị lai, có hiện tại, có thiện, có bất thiện, có vô ký, có thuộc về cõi dục, có thuộc về cõi sắc, có thuộc về cõi vô sắc. Vì sao? Vì chẳng phải pháp không vô tướng vô huyện, có thành có hoại, có sanh có diệt vân vân, chẳng phải pháp không tạo tác, không sanh không diệt không tánh, có thành có hoại, có sanh diệt vân vân.